Xin mời giám khảo Hà Lê sẽ là người cho điểm trước ạ. 10 điểm, 10 điểm. Dạ, đây là điểm 10 đầu tiên. Chị Phương Vi thân mến, em xin được nhắc lại, dù là bạn thân cũng có những phần giao lưu trên sân khấu rồi, nhưng điểm này là điểm dành cho thí sinh chị nhá. Chị hãy bình tĩnh để đưa ra số điểm của mình. Và số điểm mà giám khảo Phương Vi dành cho Ngô Kinh Lâm là 10 thứ hai của chương trình ạ, 10 điểm. 2 điểm 10 dành cho đội của thí sinh Ngô Kinh Lâm và đội trưởng Hảo Trang xin được chúc mừng. Và có lẽ đây là một trong những đối thủ rất là đáng gờm dành cho những thí sinh còn lại. Cảm ơn đội trưởng Hảo Trang và xin được chúc mừng Ngô Kinh Lâm.